Rồi, hello hello, chào cả nhà. Tài đang ở trên đỉnh rồi các anh ơi. Quá lạnh quá lạnh. Tài đang ở trên đỉnh núi các nhà. Đang ở trên núi. Cả nhà chờ xem phụ màu các nhà ơi. Cho Tài một lượt like luôn. Lấy những món ăn, nó không chỉ đơn thuần mang lại giá trị vật chất mà trở thành sợi dây kết nối giữa tâm người và đạo lý. Khi chợ vì thế, mọi người cùng bước qua những ranh giới của được và mất, chạm đến cốt lõi của sự sẻ chia và buông xả. Ở đây, lá bồ đề không còn là một chiếc lá vô tri mà nó đã trở thành một cầu nối để đến với nhân duyên, người cho đi với lòng thành, người nhận lại với niềm an yên. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giá trị đều được chuyển hóa từ vật chất sang ý niệm, từ sở hữu sang giác ngộ. Đấy chính là bài học tùy duyên của nhà Phật, không bám víu vào những điều hữu hình và để cho nó lạnh quá cả nhà, trôi theo dòng chảy của hiện tại. Trận lá và đen diễn ra dưới hình thức đổi món ăn bằng lá bồ đề, một cách thực hành đạo lý tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả trong khoảnh khắc đời thường. Khi bước vào phiên chợ, mỗi người được cả rất nhiều cảo cờ phản trời khi đất của mỗi người điều hiện về trong phiên chợ lá này, để chúng ta trân trọng hơn, nhớ về bà, nhớ về mẹ với những tiếng rao đầy ân tình, đầy chịu nặng đã nuôi chúng ta cùng bé. Và tại vị trí khoảng sân này sẽ là hoạt động biểu diễn của chúng tôi. Quý du khách vui lòng di chuyển vào hàng ghế khán giả để chúng tôi chuẩn bị đến với những tiết mục nghệ thuật gửi tặng cho du khách . Kính thưa quý vị, trong khoảng sân này chúng tôi sẽ có một hoạt động biểu diễn. Và xin được thông báo là quý du khách nào theo dõi tiết mục biểu diễn vừa đường cát này, món bánh bò này, thì còn lại chiếc gáo dừa. Và chiếc gáo dừa cùng với các hoạt động văn hóa dân gian đã đẩy lên mức cao hơn, đó là một tiết mục múa nghệ thuật. Khi đến tiết mục múa này tại Tây Ninh thì chúng ta sẽ cùng đến với các thiếu nữ dân tộc Khmer, nơi vùng quê Tây Ninh thì có sự chung cư của cộng đồng các dân tộc, trong đó có cộng đồng dân tộc Khmer đã đóng góp vào kho tàng với rất là nhiều di sản văn hóa, trong đó có nghệ thuật múa trống Chay Dăm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.